dường như tính dục đã trở thành trọng tâm của những vấn đề xã hội của thời đại chúng ta. Từ bệnh SIDA đến chuyện dân số, tránh thai, phá thai, phim ảnh khiêu dâm và ngay cả tham ô hối lộ, suy đồi luân lý. Không thể đề cập đến những vấn đề đó mà không nói đến tính dục của con người. Các tín hữu Kitô tin rằng tính dục là một điều thiện hảo, bởi vì thân xác của con người là thiện hảo và thánh thiện. Thánh Phaolô đã viết cho các tín hữu Côrintô rằng, thân xác của anh em là đền thờ Chúa Thánh Thần. Quả thật, Thiên Chúa cư ngụ trong thân xác con người. Đấng tạo hóa cảm thấy vui thích khi được hiện diện trong ngôi nhà xác thể ấy. Mầu nhiệm Thiên Chúa nhập thể làm người lại càng củng cố chúng ta trong niềm xác tín ấy. Thánh Gioan Tông Đồ đã viết, ngôi lời đã trở thành nhục thể. Thiên Chúa mặc lấy một cuộc sống y hệt như chúng ta, nghĩa là cũng có phái tính và xúc cảm gắn liền với thân xác. Như vậy, mầu nhiệm nhập thể thiết yếu cũng là tin mừng về tính dục con người. Mầu nhiệm Thiên Chúa làm người là cao điểm của toàn bộ mạc khải. Chân lý về con người đều sáng tỏ trong mầu nhiệm ấy. Tính dục con người do đó cũng chỉ có thể hiểu được một cách đầy đủ trong mầu nhiệm nhập thể mà thôi. Nhưng, manh nha qua cựu ước, ý nghĩa của tính dục cũng đã được Thiên Chúa bày tỏ bằng nhiều cách. Một trong những quyển sách qua đó tính dục con người được đề cập đến một cách táo bạo và gợi hình nhất hẳn phải là sách Diễm Tình Ca, còn được gọi là bài ca của Salomon. Chúng ta hãy thử lắng nghe một đoạn mở đầu của quyển sách như sau. Ước gì miệng kề sát, chàng hôn ta, hôn lấy hôn để. Vì tình yêu của chàng thơm ngon hơn rượu. Ngây ngất thay hương dầu thơm đã xếp nơi chàng. Tên của chàng tươi mát mùi dầu. Bởi thế, các nương tử mê mết vì chàng. Chàng hãy dắt em theo chàng, ta cùng chạy. Vua đã đưa tôi vào phòng ngài. Những lời thơ vừa trữ tình vừa tả chân như trên đây, lấp đầy cả cuốn sách, đến độ đã có một thời trở thành sách cấm đối với nhiều người. Đây hẳn là một bài thơ ca tụng tình yêu nhục dục, và như vậy là một mạc khải về chính sự tốt đẹp của tình yêu nhục dục. Bài thơ này là biểu trưng của một tình yêu đam mê mà Thiên Chúa luôn dành cho con người. Sứ điệp của bài ca thật rõ ràng là Thiên Chúa yêu thương con người say đắm. Nhưng bài ca không chỉ là một biểu trưng của tình yêu Thiên Chúa đối với con người, mà thiết yếu còn là một mạc khải về sự thiện hảo của chính tình yêu nhục dục. Mục đích của sự giao hợp vợ chồng không chỉ là sinh con đẻ cái, mà chính là để diễn đạt tình yêu vợ chồng. Nếu sách Diễm Tình Ca là một mạc khải của Thiên Chúa về ý nghĩa đích thực và sự tốt đẹp của tình yêu nhục dục nơi con người, chúng ta có thể đưa ra những khẳng định sau đây. Trước hết, sự rạo rực trong thân xác tự nó là một điều tốt đẹp. Nó giúp chúng ta đến gần với người khác. Nó nuôi dưỡng sự hấp dẫn vốn luôn cần thiết. Nhờ đó tình bạn, tình yêu trong hôn nhân mới có thể có được. Thứ đến, chúng ta cũng cần phải khẳng định rằng những động tác tính dục không chỉ nhắm đến việc sinh sản, mà thiết yếu là để giúp cho tình yêu vợ chồng được duy trì và triển nở. Một cách nào đó, tính dục là một thể hiện và nối dài của công cuộc tạo dựng của Thiên Chúa. Khẳng định thứ ba mà chúng ta có thể rút ra từ sách Diễm Tình Ca là chính qua những cử chỉ âu yếm trong những động tác tính dục mà con người được mặc khải cho chính mình.
con người cảm nhận được một thứ tình yêu mà không có một ngôn ngữ nào có thể diễn tả hay một sự tưởng tượng nào có thể vẽ ra. Cuối cùng, quan hệ tình dục trong đời sống vợ chồng cũng có sức hàn gắn những chia cách giữa hai người. Sự tha thứ giữa hai người được biểu lộ một cách thiết thực nhất qua hành động giao hợp. Và cũng qua hành động ấy, họ cũng cảm nhận được chính sự thiện hảo và lòng tha thứ của Thiên Chúa. Giáo hội công bố rằng tính dục là một điều thiện hảo, nhưng đó không phải là điều thiện hảo duy nhất và cuối cùng trong cuộc sống. Tính dục không phải là ý nghĩa của cuộc sống. Chúng ta chỉ có thể hiểu được ý nghĩa và chỗ đứng của tính dục trong cuộc sống con người dưới ánh sáng của chính Chúa Giêsu Kitô mà thôi. Nhưng Chúa Giêsu đã nói gì về tính dục con người? Hẳn chúng ta phải ngạc nhiên khi thấy rằng Tin Mừng không hề đá động đến tính dục. Chúa Giêsu chữa trị bệnh nhân và những người bị ma quỷ ám hại. Ngài kêu gọi người tội lỗi thay đổi cuộc sống. Ngài thúc đẩy một số người từ bỏ tất cả mọi sự và đi theo Ngài. Hoán cải, sống với và sống cho người khác. Đây là trọng tâm giáo huấn luân lý của Chúa Giêsu. Ngài không đưa ra một giáo huấn minh nhiên nào về bậc hôn nhân hay ý nghĩa của tính dục. Đối với Chúa Giêsu, chỉ có một điều cần và quan trọng, đó là yêu thương. Ngoài ra tất cả đều tương đối. Tính dục tự nó là thiện hảo và thánh thiện, nhưng không phải là khía cạnh quan trọng nhất của cuộc sống con người. Tính dục là một phần ý nghĩa của cuộc sống, và đối với đa số, nó là động lực nền tảng cho sự trưởng thành nhân cách và tinh thần của con người. Tuy nhiên, cuộc sống của Chúa Giêsu là một bằng chứng cho thấy con người không chỉ có phái tính, mà còn có một cái gì hơn thế nữa. Tính dục không phải là ý nghĩa tối thượng của cuộc sống con người. Cuộc sống của Chúa Giêsu là một thách đố cho tất cả mọi người, độc thân cũng như sống bậc hôn nhân. Cuộc sống ấy mời gọi con người đến một tình yêu cao cả hơn là tình yêu dục dục, một gia đình rộng rãi hơn là gia đình máu mủ ruột thịt, một sự phong phú cao cả hơn là sự sinh sản trong huyết nhục. Một số người không sống đời vợ chồng, không cảm nhận được tình yêu nhục dục, nhưng vẫn có thể đạt được một tình yêu sâu đậm không kém. Tất cả chúng ta đều học được những bài học về yêu thương mà không cần phải cảm nghiệm tình yêu nhục dục. Tính dục là một quà tặng tốt đẹp và thánh thiện của Thiên Chúa. Tình yêu nhục dục trong đời sống vợ chồng tự nó là một điều tốt đẹp và thánh thiện. Tuy nhiên, vì tính dục không phải là ý nghĩa của tất cả cuộc sống con người, tình yêu nhục dục cũng không phải là chiều kích duy nhất trong tình yêu vợ chồng. Cho nên, như cuộc sống của Chúa Giêsu đã minh chứng, còn có một giá trị khác cao cả hơn, thâm sâu hơn mà, dù sống bậc vợ chồng hay độc thân, ai cũng phải tìm kiếm. Giá trị ấy chính là tình yêu. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây.